Chiều 2 tháng 6 năm 2014, trên địa bàn xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, xảy ra tai nạn giữa xe ben và xe máy, làm một người chết tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, tài xế Đỗ Văn Tạo, 31 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, chạy xe ben biển số 51C41611, lưu thông trên đường Nguyễn Cửu Phú theo hướng vào đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Khi đến ngã tư Nguyễn Cửu Phú Trần Đại Nghĩa thì xảy ra va chạm mạnh với xe máy biển số 59M106408 do ông Nguyễn Văn Đức, 46 tuổi, quê An Giang chạy. Hậu quả làm ông Đức chết tại chỗ, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm hư hỏng. Cảnh sát giao thông An Lạc, tổ xử lý hiện trường cùng các đơn vị nghiệp vụ huyện Bình Chánh có mặt để lập biên bản, điều tra bước đầu nguyên nhân và điều tiết giao thông qua khu vực này. Đến khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, một xe chuyên dụng được điều đến để đưa xác nạn nhân về nhà xác, tiếp tục phục vụ công tác khám nghiệm tử thi. Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra.